Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Năm thứ 23 đời Gioách, con trai Achasia vua Juda, thì Joacha con trai Jehu lên ngôi làm vua Israel tại Samari, người cai trị 17 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước làm theo các tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, người chẳng bỏ tội ấy. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Israel. Ngài phó chúng vào tay Hazael vua Syri và Ben-hadad, con trai Hazael trọn trong lúc đó. Joacha cầu xin Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va nhậm lời người, bởi vì Ngài thấy vua Syri hà hiếp dân Israel là cách nào. Đức Giê-hô-va ban cho Israel một người giải cứu. Dân Israel được thoát khỏi dưới tay dân Syri và được ở lại trong trại mình như trước. Dầu vậy, chúng không từ bỏ tội của nhà Jeroboam là tội người đã gây cho Israel phạm tội. Chúng cứ phạm tội đó, đến đổi hình tượng ác tạc tê còn đứng tại Samari. Trong cả cơ binh của Joacha, Đức Chúa Trời chỉ chừa lại cho người 50 lính kỵ, 10 cỗ xe và 10.000 lính bộ. Vì vua Syri có diệt quân Israel và nghiền nát chúng như bụi trong sân đạp lúa. Các chuyện khác của Joacha, những công việc người làm và sự mạnh dạn người, thảy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joacha an giấc cùng các tổ phụ mình và người ta chôn người tại Samari. Joach, con trai người, kế vị người. Năm thứ 37 đời Joach vua Juda thì Joach con trai Joacha lên ngôi làm vua Israel tại Samari và người cai trị 16 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội, mà cứ làm theo. Các chuyện khác của Joach, mọi công việc người làm, thế nào người đánh giặc cùng Amasia vua Juda và sự mạnh dạn người làm sao, thảy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joach an giấc cùng các tổ phụ người, rồi Jeroboam kế vị người. Joach được chôn tại Samari chung với các vua Israel. Elise đau bệnh. Tại bệnh ấy người phải chết. Joach vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng: Hỡi cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Elise bèn nói với người rằng: Hãy lấy cung và tên. Joach lấy cung và tên. Elise lại nói với vua Israel rằng: Hãy lấy tay ngươi dương cung. Vua bèn dương cung. Rồi Elise đặt tay mình trên tay vua mà nói rằng: Hãy mở cửa sổ về phía đông. Joach bèn mở cửa ra. Elise lại nói: Hãy bắn. Người bèn bắn. Bây giờ Elise tiếp rằng: Ấy là cây tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cây tên thắng hơn dân Syri, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syri tại A-phét, đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Elise tiếp rằng: Hãy lấy tên. Joach bèn lấy tên. Elise lại nói rằng: Hãy đập xuống đất. Joach đập 3 lần rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng: Nếu vua đã đập 5-6 lần thì mới đánh dân Syri cho đến tận diệt, nhưng rày vua sẽ đánh dân Syri 3 lần mà thôi. Elise qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau, có đoàn quân Moab toan vào xứ. Vả, xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến liền liệng thay vào mồ Elise. Kẻ chết vừa đụng hài cốt Elise thì sống lại và đứng dậy. Trọn đời Joacha, Hazael vua Syri có hà hiếp dân Israel, nhưng Đức Giê-hô-va làm ơn cho chúng, lấy lòng thương xót và đói xem họ, vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Gia-cốp. Ngài không muốn diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay. Ha-sa-en, vua Syri băng hà, Ben-hadad, con trai người kế vị người. Joach, con trai Joacha, lấy lại khỏi tay Ben-hadad, con trai Ha-sa-en, các thành mà Ben-hadad đã đánh lấy được của Joacha cha người. Joach đánh Ben-hadad 3 lần và khôi phục các thành của Israel. Chương 14. Năm thứ 2 đời Joach, con trai Joacha vua Israel, thì Amasia, con trai Joach vua Juda lên ngôi. Người được 25 tuổi khi tức vị vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jehoadan, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng như David tổ tiên người. Người làm theo mọi điều của Joach cha mình đã làm. Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao đi, dân sự cứ tế lễ và xông hương trên các nơi cao ấy. Vừa khi nước người được vững chắc, người bèn xử tử những tôi tớ đã giết vua cha mình. Nhưng người không xử tử con cái của kẻ sát nhân ấy, y theo lời đã chép trong sách luật pháp của Mô-sê. Trong đó Đức Giê-hô-va có phán rằng: người ta sẽ không giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha. Mỗi người sẽ chết vì tội lỗi riêng mình. Amasia giết một muôn quân Edom tại trong trũng muối, hãm lấy thành Sê-la và đặt tên là Dốc Then, hãy còn đến ngày nay. Đoạn Amasia sai sứ giả đến cùng Joach, con trai Joacha, cháu Jehu, vua Israel mà nói rằng: hãy đến để chúng ta tranh chiến nhau. Joach, vua Israel, sai sứ trả lời lại với Amasia, vua Juda mà rằng: cây gai tại Liban sai nói với cây hương nam cũng ở Liban mà rằng: hãy gả con gái ngươi làm vợ con trai ta. Nhưng có thú rừng của Liban đi ngang qua, giày đạp cây gai này dưới chân. Ngươi đã đánh dân Edom và lòng ngươi đầy kiêu ngạo, khá hưởng vinh hiển và ở lại trong nhà ngươi. Cớ sao ngươi muốn gây cho mình mắc tai vạ, khiến cho ngươi và Juda bị hư hại? Amasia không muốn nghe Joach. Vậy Joach vua Israel bèn đi lên, rồi người và Amasia vua Juda giao chiến nhau tại Bết-shemét trong xứ Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh bại. Quân Juda bèn chạy trốn, mỗi người về trại mình. Tại Bết-shemét, Joach vua Israel bắt Amasia vua Juda, con trai Joach, cháu Achasia, đoạn đi đến Jerusalem, phá vách thành từ cửa Ephraim cho đến cửa góc, một khúc dài 400 thước. Người đoạt lấy những vàng bạc và mọi khí dụng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va và những bửu vật của đền vua. Người cũng lấy kẻ cầm làm tin rồi trở về Samari. Các chuyện khác của Joach, những công việc người làm, sự mạnh dạn người, cuộc chiến trận của người với Amasia vua Juda đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Joach an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Samari chung cùng các vua Israel. Rồi Jeroboam con trai người kế vị người. Amasia con trai Joach vua Juda còn sống 15 năm sau khi Joach con trai Joacha vua Israel đã băng hà. Các chuyện khác của Amasia đều chép trong sử ký về các vua Juda. Tại Jerusalem có kẻ phản nghịch với người. Người bèn trốn đến La-ki, nhưng người ta sai rượt theo người đến La-ki và giết người tại đó. Đoạn có người chở thay người trên ngựa đến Jerusalem và chôn người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Cả dân Juda bèn lập Asaria làm vua thế cho Amasia cha người. Tuổi người đã 16. Sau khi vua cha an giấc cùng các tổ phụ mình, người lại xây Elat và khôi phục thành ấy về dưới quyền Juda. Năm thứ 15 đời Amasia con trai Joach vua Juda thì Jeroboam con trai Joach lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 44 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội. Người khôi phục bờ cõi Israel từ nơi giáp Ha-mát cho đến biển đồng bằng, theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Giô-na, tôi tớ ngài, là con trai Amitai ở tại Gác-hê-phê. Vả, Đức Giê-hô-va đã thấy Israel bị gian nan rất cay đắng, vì trong Israel chẳng còn ai tự do hoặc nô lệ nữa, cũng chẳng có ai tiếp cứu Israel. Đức Giê-hô-va không có phán rằng Ngài sẽ xóa danh Israel khỏi dưới trời, bèn cậy Jeroboam con trai Joach mà giải cứu họ. Các chuyện khác của Jeroboam, những công việc người, sự mạnh dạn người, thế nào người chiến trận và khôi phục lại cho Israel, Đa-mách và Ha-mát trước đã phục Giu-đa. Mọi việc ấy đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Jeroboam an giấc cùng các tổ phụ người là các vua Israel, rồi Sa-cha-ri con trai người, kế vị người. Chương 15. Năm thứ 27 đời Jeroboam vua Israel, thì Asaria con trai Amasia vua Giu-đa lên làm vua. Người được 16 tuổi khi lên ngôi và cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Giê-cô-lia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của Amasia cha người đã làm. Thế mà người không dỡ các nơi cao đi, dân sự cứ cúng tế và xông hương trên các nơi cao. Đức Giê-hô-va giáng họa cho vua, khiến bị bệnh phung cho đến ngày người chết, người phải rút ở trong nhà riêng. Giô-tham, con trai vua, cai quản đền vua và xét đoán dân sự của xứ. Các chuyện khác của Asaria, những công việc người, đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Asaria an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn cùng họ tại trong thành David. Giô-tham, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asaria vua Giu-đa, Sa-cha-ri con trai Jeroboam lên làm vua Israel tại Samari, người cai trị 6 tháng. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm. Người không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vả, Sa-lum con trai Gia-bê giấy nghịch cùng người, đánh giết người tại trước mặt dân sự, đoạn làm vua thế cho người. Các chuyện khác của Sa-cha-ri đều chép trong sử ký về các vua Israel. Như vậy là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-hu rằng: dòng dõi ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Thật vậy, ấy là điều đã xảy đến. Năm thứ 39 đời Ô-xia vua Giu-đa, Sa-lum con trai Gia-bê lên làm vua, cai trị 1 tháng tại Samari. Menahem con trai Gadi ở Tiệt-sa đi lên Samari, đánh Sa-lum con trai Gia-bê tại Samari và giết người đi. Đoạn Menahem lên làm vua thế cho. Các chuyện khác của Sa-lum và người phản ngụy làm sao đều chép trong sử ký về các vua Israel. Bây giờ Menahem đi khỏi Tiệt-sa, hãm đánh tiếp sắc cả dân sự ở trong và khắp địa hạt chung quanh, bởi vì thành ấy không khứng mở cửa cho, nên người đánh nó và mổ bụng hết thảy người đàn bà có nghén ở tại đó. Năm thứ 39 đời Asaria vua Giu-đa, thì Menahem con trai Gadi lên làm vua Israel và cai trị 10 năm tại Samari. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn đời chẳng hề lìa khỏi các tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phun vua Assyri loáng đến trong xứ. Menahem bèn nộp cho người 1.000 ta lân bạc để người giúp đỡ làm cho nước mình đặng vững vàng trong tay người. Menahem thâu lấy tiền bạc ấy nơi dân Israel, tức nơi những người có tài sản nhiều, cứ mỗi người 50 siết lơ bạc đặng nộp cho vua Assyri. Đoạn vua Assyri trở về, chẳng ở lâu tại xứ. Các chuyện khác của Menahem và những công việc người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Menahem an giấc với các tổ phụ người và Phê-ca-hia con trai người, kế vị người. Năm thứ 50 đời Asaria vua Giu-đa, thì Phê-ca-hia con trai Menahem lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phê-ca con trai Remalia quan tổng binh người, phản nghịch người và đánh người tại Samari trong thành lũy của đền vua, luôn với Ác-gốp và A-ri-ê. Người có 50 người Ga-la-át theo mình. Vậy, người giết Phê-ca-hia và cai trị thế cho. Các chuyện khác của Phê-ca-hia và những công việc của người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ 52 đời Asaria vua Juda thì Phê-ca, con trai Remalia, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 20 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat là tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong đời Phê-ca vua Israel, Tiglath-Philese vua Assyri loáng đến chiếm lấy Ijon, Aben-Bet-Maka, Gia-nô-ác, Kede, Hát-so, miền Ga-la-át, miền Galile và cả địa phận Nephtali. Đoạn đem dân sự các xứ ấy sang Assyri. Ô-sê, con trai Ê-la, mưu phản Phê-ca, con trai Remalia và đánh giết người, rồi lên làm vua thế cho, nhằm năm thứ 20 đời Jotham, con trai Ô-sia. Các chuyện khác của Phê-ca và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ 2 đời Phê-ca, con trai Remalia, vua Israel, thì Jotham, con trai Ô-sia, vua Juda, lên ngôi làm vua. Người được 25 tuổi khi tức vị, cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jerusha, con gái Sa-đốc. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều Ô-sia cha người đã làm. Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao, dân sự cứ cúng tế và sông hương trên các nơi cao đó. Ấy là Jotham xây cất cửa thượng của đền thờ Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Jotham và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Juda. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va khởi khiến Rê-sin, vua Syri và Phê-ca, con trai Remalia đến hãm đánh Juda. Jotham an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ tại thành David tổ tiên người. A-cha, con trai người, lên làm vua thế cho người. Thi Thiên 123. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Mắt kẻ tôi tớ trong nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trong nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, vì chúng tôi quá chán sự khinh dễ. Linh hồn chúng tôi quá chán sự nhạo báng của kẻ an giật và sự khinh dễ của kẻ kiêu ngạo. Sách Ha-ba-cúc chương 1. Này là gánh nặng mà đấng tiên tri Ha-ba-cúc đã xem thấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào. Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu vang cùng Ngài mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi. Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác và Ngài nhìn xem sự ngang trái. Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên. Vậy nên luật pháp không quyền, sự chính trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược. Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ. Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi cũng không tin. Này, ta khiến người canh đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn lung lăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình. Nó thật là đáng sợ và đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó đều là từ nó mà đến. Những ngựa nó nhậm lẹ hơn con beo và hung hơn muôn sói ban đêm. Những lính kỵ nó tràn khắp đây đó, những lính kỵ nó đến từ phương xa. Chúng nó bay như chim ưng lẹ, nôn nã kiếm ăn. Cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược. Chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới và dồn phu tù lại như cát. Nó nhạo cười các vua, chế báng các quan trưởng và chê cười mỗi đồn lũy. Nó đắp lũy rồi chiếm lấy. Bây giờ nó sẽ sấn tới như gió thổi qua, vì nó lấy sức mạnh mình làm thần mình, nên phạm tội trọng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, đấng thánh của tôi, Ngài há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Vậy chúng tôi sẽ không chết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã lập dân này đặng làm sự xét đoán của Ngài. Hỡi vầng đá, Ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá? Khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi? Sao Ngài khiến loài người như cá biển và như loài côn trùng vô chủ? Nó đã dùng lưỡi câu móc lấy cả, thâu góp trong chài mình và nhóm lại trong lưới mình. Vậy nên nó vui mừng và lấy làm thích. Vì cớ đó, nó dâng tế cho lưới, đốt hương cho chài. Bởi chưng nó nhờ đó mà được phần béo tốt và của ăn dư dật. Có lẽ nào nó cứ đổ lưới mình ra đặng làm sự giết lát các dân không hề thôi sao? Chương 2. Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đang chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kiếp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến không chậm trễ. Này, lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó, song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Nó ghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình. Mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán. Nó thâu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình. Chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó, lấy lời kín biếm nhẹ nó mà rằng: Khốn thay cho kẻ nhóm góp của chẳng thuộc về mình. Nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào? Há chẳng sẽ có kẻ vuột giấy lên đặng cắn ngươi sao? Kẻ đuổi bắt ngươi há chẳng tỉnh thức sao? Ngươi sẽ bị nó cướp bóc. Vì ngươi đã cướp nhiều nước thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi. Vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành và cho hết thảy dân cư nó. Khốn thay cho kẻ tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao, để được cứu khỏi tay hung ác. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi. Vì đá trong vách sẽ kêu lên, rường trên mái sẽ đáp lại. Khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp và lấy sự gian ác xây thành. Phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cho lửa và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Khốn thay cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say đặng xem sự lõa lồ nó. Ngươi đầy sự sỉ nhục mà chẳng đầy sự vinh hiển. Ngươi cũng hãy uống đi và làm như người chưa chịu phép cắt bì. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên trao cho ngươi, và sự nhuốc nha sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi. Vì sự bạo ngược đã làm ra cho Li-ban sẽ che phủ ngươi, và sự tàn hại các loài thú làm cho nó kinh sợ. Lại vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành và cho hết thảy dân cư nó. Tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc là thầy giả dối thì có ích gì mà người thợ làm thần tượng cấm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? Khốn thay cho kẻ nói với gỗ rằng hãy tỉnh thức, và với đá cơm rằng hãy trỗi dậy. Nó có dạy dỗ được chăng? Này, nó là bọc vàng và bạc, song chẳng có một chút hơi thở nào ở giữa nó. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài cả đất hãy làm thinh. Chương 3. Lời cầu nguyện của đấng tiên tri Ha-ba-cúc về thể thi ca. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đang giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Đức Chúa Trời đến từ Thê-man, Đức Thánh đến từ núi Pha-ran. Vinh hiển Ngài bao phủ các tầng trời, đất đầy sự khen ngợi Ngài. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ tay Ngài. Quyền năng Ngài giấu trong nơi đó. Ôn dịch đi trước mặt Ngài, tên lửa ra nơi chân Ngài. Ngài đứng và đo đất, Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc. Các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống. Các đường lối Ngài giống như thuở xưa. Ta thấy những trại của Cu-san bị hoạn nạn, những màn chán của đất Ma-đi-an lung lay. Có phải Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng các sông chăng? Cơn giận Ngài có phải nổi lên nghịch cùng các sông chăng? Có phải sự thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng biển, khi Ngài cưỡi ngựa cưỡi xe đặng giải cứu chăng? Cung Ngài ra khỏi bao, lời thề cũng các chi phái là lời chắc chắn. Ngài phân rẽ đất làm cho sông chảy ra. Các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi. Các dòng nước chảy mạnh, vực sâu vang tiếng, rúng biển giơ tay lên cao. Mặt trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó, vì cớ bóng sáng của những tên Ngài và chớp nhán của gươm giáo Ngài chiếu ra. Ngài nổi giận bước qua đất và đang cơn thịnh nộ dày đạp các dân tộc. Ngài đi ra đặng cứu dân mình, đi ra đặng cứu đấng chịu sức dầu của mình. Ngài đánh thương đầu kẻ ác, phá nhà nó, làm trần trụi nền nó cho đến cổ. Ngài lấy giáo nó đâm đầu lính chiến nó. Chúng nó đến như trận bão đặng làm tan tác tôi. Chúng nó vui thích như nuốt kẻ bần cùng cách kín dấu. Ngài cưỡi ngựa đạp trên biển, trong đống nước lớn. Tôi đã nghe thì thân thể tôi run rẩy, nghe tiếng Ngài thì môi tôi rung động. Sự mục nát nhập vào xương tôi và tôi run rẩy trong chỗ tôi, vì tôi phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến xâm chiếm chúng tôi. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho. Cây olive không sinh sản và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.